Tác phẩm 101 truyện mẹ kể con nghe Tác giả Nguyễn Tiến Chim Nhà xuất bản Mỹ thuật Ấn Hành năm 2004 Người đọc Thanh Trúc Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Trong quá trình nuôi dạy trẻ Muốn cho trẻ sớm phát triển về trí tuệ, tâm hồn lành mạnh, trong sáng và đẹp đẽ, thì việc kể chuyện hàng ngày cho trẻ của các bậc ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị là một việc làm rất cần thiết, không thể thiếu đối với mọi gia đình. Chuyện kể là lời ru ngọt ngào, nâng bổng đôi cánh tâm hồn trẻ thơ, sẽ để lại những ấn tượng đẹp, sâu sắc, đầy ý nghĩa trong cuộc đời của trẻ. Nhà văn danh tiếng của Đan Mạch thế kỷ 19 trong cuốn tự sự Chuyện cổ tích về đời tôi đã nói đại ý những chuyện tôi được nghe mẹ kể thời thơ ấu là những chiếc lông cánh đầu tiên của trí tuệ và tâm hồn tôi. Nhiều văn nghệ sĩ vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc trên thế giới cũng thường nhắc đến những câu chuyện được nghe mẹ kể lúc tuổi thơ. Những câu chuyện như những phép màu nhiệm của bà tiên ông bụt đem lại những hào quang rực rỡ cho tâm hồn trí tuệ của trẻ người viết truyện mẹ kể con nghe này không dám có tham vọng góp chiếc lông cánh đầu tiên cho những thiên tài mà chỉ muốn qua các bậc cha mẹ gửi đến các cháu bé món quà nho nhỏ sau khi nghe kể chuyện ngủ ngon giấc hơn ngoan ngoãn hơn ham học hơn mau biết chữ để tự học tự khám phá được nhiều điều hay lẽ phải rất thú vị qua những câu chuyện nhỏ nguyễn tiến chim quan tòa thỏ trong khu rừng rậm có một con chó sói già rất hung ác nhưng cũng rất ngu xuẩn và lười biếng một hôm Đợi lúc đói mềm cả ruột, sói mới đi kiếm thức ăn. Sói đi, đi mãi, chẳng kiếm được một con mồi nào. Bỗng nó bị sa xuống hố bẫy của người thợ săn. Sói kêu cứu in ỏi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Có ai trên ấy không? Cứu tôi với. Giữa lúc ấy, có một con dê đi qua. Sói năn nỉ. Bác dê ơi, cứu tôi với tớ cứu cậu để cậu ăn thịt tớ à? Ồ không, đời nào mình lại làm thế? Dê loanh quanh, tìm được sợi dây rừng, rồng xuống hố bảy, vất vả lắm mới lòi được sói lên. Vừa lên khỏi miệng hố, sói nói luôn với dê. Từ hôm qua đến nay chẳng kiếm được miếng gì cho vào bụng, đến mẻm cả ruột. Bây giờ dê lại cứu mình, cho mình ăn thịt cậu nhé trong lúc dê đang gặp nguy hiểm. May sao thỏ chạy tới. Dê vừa run sợ, vừa nói với thỏ, tôi vừa cứu sói lên khỏi hố bẫy, sói lại đòi ăn thịt tôi, thỏ làm ơn phân xử giúp đi. Nghe xong, thỏ vẫy vẫy đôi tay, ngước đôi mắt đỏ lên, ra dáng quan tòa, tuyên bố. Được, nhưng phải chuyển lại từ đầu mới xử công bằng để sói ăn thịt dê chứ. Sói vội nhảy ngay xuống hố bảy kêu, cứu tôi với, cứu tôi với. Thỏ nhìn xuống hố bảy, cười nhạt, nói với sói. Mày là kẻ xấu bụng, dê đã cứu sống mày, mày không cảm ơn thì chớ lại đòi ăn thịt người ta. Đừng hòng dê cứu mày lần này nữa. Dê và thỏ dắt tay nhau đi chơi. Sói đói lã nằm chỏng bốn chân lên trời đợi người thợ săn tới lôi về lột da ăn thịt thật đáng đời chó sói niềm vui của bé loan ngày xưa có một ông lão ngày ngày đẩy chiếc xe nhỏ chở thùng bột đi khắp các thôn xóm phố phường nặng tò te làm đồ chơi Bán cho trẻ con. Ông nặng rất tài, rất nhanh và giống hệt. Bạn nào muốn nặng con chim, con chó, con mèo, gà vịt, cả búp bê nữa, ông nặng loán cái là xong ngay. Vì thế trẻ em nào được xem ông nặng là vô cùng sung sướng. Một hôm, vừa nghe tiếng chuông ông rung để báo hiệu là các bạn chạy ra xem. Chỉ riêng bé Loan bị đau chân phải ở trong nhà không ra được loan buồn lắm bảo búp bê búp bê ơi em ra xem rồi kể cho chị nghe nhé nói xong bé loan buộc búp bê vào một cây gậy nhỏ giơ lên chìa ra phía ngoài tường rào bé thái nhìn thấy reo lên a búp bê của bạn loan cũng ra xem nặng tò te kìa bé tú reo lên ồ đúng rồi đúng là búp bê của bé loan rồi nghe thấy tiếng các bạn bé loan rất buồn và tuổi thân bé vội vàng cho ngay búp bê xuống bỗng nhiên loan nghe thấy tiếng ông lão các cháu có muốn xem ông nặng các con giống không nào các bạn nhao nhao hay quá hay quá ông vào sân nhà bạn loan nhé ông lão quay ngay xe tiến thẳng vào sân nhà bé loan ngay gần chỗ loan ngồi bé loan mừng quá không đứng dậy được nhưng lao vội nước mắt khoanh tay trước ngực chào cháu chào ông ạ à. ông lão dừng xe lại nặng cho mỗi bạn nhỏ một thứ đồ chơi riêng bé loan ông lão nặng cho một con gà trống có cái màu cờ đỏ chói loan nở nụ cười rất tươi cảm ơn ông lão các bạn cũng đồng thanh cảm ơn ông nhiều cảm ơn ông thật nhiều Bài học đầu năm Sang năm mới, chuột nhắc thêm một tuổi rồi. Vì thế, chuột mẹ cho phép cậu được đi một mình ra công viên chơi. Chuột nhắc vốn rất thích ô tô, mặc dù đường đến công viên không xa lắm. Nhưng khi chiếc xe buýt chở khách đến bến đổ, chuột nhắc quyết định trèo lên xe. Xong, bật lên ô tô thì cao, mà cậu thì bé tí, làm sao lên được? Cậu loay hoay một lát, rồi chui tọt vào chiếc ủng của một bà hành khách đang lên xe. Xe chuyển bánh, mọi người lần lượt đưa tiền cho người phụ xe để mua vé. Nhưng tiền mẹ cho, vừa ra khỏi cổng chuột nhắc đã ăn bánh rán hết rồi. Làm thế nào bây giờ? Cư cậu luống cuốn không biết trốn vào đâu. Bí quá, nó liền nhảy ngay lên thành ghế, nói thì thầm vào tai anh Tí Tô, nhờ anh giúp đỡ. Bấy giờ hành khách trên xe mới phát hiện ra chuột nhắt đi ô tô trốn vé, lại còn ngồi vắt vẻo trên thành ghế, vừa không an toàn, vừa mất lịch sự. Anh Tí Tô quay lại nói với em chuột nhắt. Thôi được, lần này anh cho tiền mua vé, nhưng nhớ lần sau đi ô tô khách là phải mua vé đấy nhé. Chuột nhắc vâng dạ rối rít và rồi nói: "Cảm ơn em xin anh, em nhớ lời anh dặn rồi ạ." À. Ô tô đến bến, một lần nữa chuột nhắc cảm ơn anh Tí Tô, rồi phấn khởi xuống xe vào công viên chơi. Thế là nhờ buổi đi chơi đầu năm, chuột nhắc lại biết thêm một điều rất bổ ích. Đi xe ô tô chở khách của nhà nước hay tư nhân đều phải mua vé và ngồi ngoan ngoãn đúng chỗ. Nếu không sẽ bị mọi người chê cười, thậm chí còn bị đuổi xuống xe nữa. Cửa có ma. Nhà bé Trung ở trong ngõ hẻm. Bố Trung đi bộ đội, đóng quân ở xa. Mẹ đi dạy học. Ban ngày thường chỉ có hai anh em Trung ở nhà. Trung lên 6 tuổi, và bé gái Tâm 4 tuổi. Mẹ thường dặn, khi mẹ đi vắng, hai anh em ở nhà tuyệt đối không được ra ngoài chơi và mở cửa cho người lạ vào nhà. Một hôm, hai anh em Trung đang chơi cá ngựa ở gian trong, bỗng nghe tiếng gõ cửa và cùng tiếng gọi. Cọc, 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 có ai ở nhà không? Mở cửa, tôi vào sửa điện bé tâm định chạy ra cửa trung ngăn lại bảo để yên anh ra xem sao đừng sợ trung rón rén đi ra đứng nép phía trong tường cạnh cửa nghe ngóng lại có tiếng gõ cửa cộc cộc mở cửa cho tôi vào sửa điện trung vẫn không lên tiếng trống ngực đập thình thịch bé tâm cũng sợ rung lên bần bật suýt khóc thét lên gọi mãi không thấy tiếng người thưa tên kẻ trộm dùng dao găm cậy then cửa nó đã cậy được then trên khi bắt đầu cậy then dưới thì bé trung nhẹ nhàng đóng then trên lại cạy xong then dưới tên kẻ trộm đẩy cửa không được nó lại cạy then trên trung lại nhẹ nhàng đóng then dưới cứ thế nhiều lần tên kẻ trộm toát mồ hôi nó tưởng cửa có ma sợ quá bỏ cả dao găm định chuồn giữa lúc ấy chú công an đường phố đi tới tóm cổ được tên kẻ trộm nhưng nó vẫn không hiểu cửa có ma thật không mà nó không tài nào mở được đến trưa mẹ về hai anh em trung kể cho mẹ nghe sự việc xảy ra lúc sáng mẹ ôm hai anh em trung và tâm vào lòng khen ôi các con thông minh và dũng cảm quá người máy giữ thư viện nhà trẻ hoa hồng vừa được trang bị thêm một người máy giữ thư viện tên là bô ly một hôm hai bạn lễ và độ đến thư viện mượn sách độ nói này cho tôi mượn quyển tập vẽ nhanh lên bô ly im lặng như không nghe thấy gì lễ liền nói với độ cậu phải tử tế có lễ phép nói trống không thế bô ly không cho mượn đâu độ lại hỏi bác bô ly làm ơn cho cháu mượn quyển tập vẽ ạ à. bô ly lấy ngay quyển tập vẽ đưa cho độ độ giơ tay cầm quyển sách nhưng không tài nào rút khỏi tay bô ly liền nói đưa tôi nhanh lên bô ly vẫn không buông tay Độ lại nhớ ngay lời lễ nói, phải nói lễ phép. Độ liền nói mấy câu, Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Độ mới nói, Cảm ơn. Bồ Ly đã buông lỏng tay cho Độ lấy sách. Lễ nói với Độ, Cậu thấy chưa, chỉ cần nói cảm ơn là đủ, không cần phải nói nhiều lần đâu độ đang xem sách thì minh đến gạ đổi sách xem độ chưa trả lời minh đã dành sách làm rách toạc một miếng bìa hôm sau minh cùng độ đến trả sách thư viện độ để sách lên bàn và nói rất lễ phép bác bô ly làm ơn nhận giúp cháu quyển sách ạ khi độ quay người sắp bước đi thì bô ly túm chặt áo kéo lại độ sợ quá kêu lên ôi mẹ ơi minh thưa ngay thưa bác bô ly hôm qua cháu vô ý làm rách bìa sách bạn độ mượn của thư viện chúng cháu xin lỗi bác từ lần sau cháu xin hứa giữ gìn cẩn thận bấy giờ bô ly mới buông áo đồ ra về sau không lần nào bác bô ly phải phàn nàn về thái độ vô lễ và giữ gìn sách không cẩn thận của độ và minh nữa Bé Lan suýt bị cáo cắn. Bé Lan là một cô bé không ngoan, rất lười ăn cơm, nhưng lại thích ăn các loại kẹo, bánh gà tô và những thứ thuộc của ngọt khác. Ăn vụng lại không chịu đánh răng, nên Lan có hai hàm răng sữa bị sâu ăn súng gần hết. Không chịu ăn cơm, với các thức ăn nhiều chất bổ như thịt cá rau đậu thành ra lan bị còi xương đầu to như quả bí đỏ tóc dựng ngược chân tay khẳng khiêu người gầy ốm tông teo trông xấu ơi là xấu nhà lan ở ven rừng ngày ngày khi ánh bình minh vừa thức dậy lan thường ngồi phía trong cửa sổ ăn kẹo và nghe chim rừng ca hót véo von thật vui tai trong rừng có nhiều cáo và có một con cú mèo rất xấu bụng thường nhòm ngó hết nhà này đến nhà khác để bắt trộm gà vịt một hôm sắp đến bữa cơm rồi mà lan còn đem bánh ngọt và kẹo ra ngồi ăn phía trong cửa sổ cú mèo bay lướt qua nhìn thấy vào rừng mắt cáo vằn cáo vằn tới ngay phía ngoài cửa sổ nói nịnh ôi bạn lan xinh quá cho tôi xin cái kẹo. Lan đưa chiếc kẹo đang ăn dở cho cáo. Cáo nhài ngấu nghiến hết ngay. Cáo xin nữa. Lan lại cho cáo chiếc kẹo sô-cô-la đang ăn dở và lấy chiếc bánh gà tô nhân kem ăn. Cáo vội nuốt chửng chiếc kẹo sô-cô-la rồi lại xin bánh gà tô. Nhưng Lan đã ăn hết. Chìa hai bàn tay dính bê bét bánh cho cáo xem và nói Hết sạch rồi nha. Cáo chợp ngay lấy hai tay Lan. Nó hết cái mũi cong cong, ngửi ngửi. Le cái lưỡi đỏ hoét liếm liếm và nói. Ôi thơm quá, ngọt quá. Hết kẹo rồi thì tôi ăn tay dính bánh ngọt này vậy. Lan rụt vội tay, chạy vào nhà. Xà vào lòng mẹ khóc thúc thích. Mẹ bảo, tại con không chịu ăn cơm và thức ăn mà chỉ thích ăn kẹo mới suýt bị cáo cắn như vậy. Tí tồ bị khỉ tóm Một hôm, Tí Tồ cùng một số các bạn đến công viên thủ lệ chơi. Mọi người cùng đến xem chuồng khỉ, rất khoái. Con thì mặt đỏ như gất chính, con thì đít đỏ như chim chào màu. Chúng luôn luôn leo trèo, nghịch ngợm, nhất là tụi khỉ con. Mấy con khỉ con mon men đến sát hàng rào, chìa tay xin những người xem cho thức ăn. Khi thì quả chuối, khi thì mẫu bánh mì, cái kẹo, hoa quả. Giữa lúc ấy, tí tồ vứt ngay quả ớt đỏ chót vào. Bọn khỉ sợ quá chạy tán loạn. Con leo lên cành cây, con chạy vào buồng trong. Chả là khỉ vốn rất sợ ớt mà. Các bạn cùng đi chơi nói với tí tồ Cậu tồi lắm Làm cho khỉ bỏ chạy hết rồi Chúng tớ ứ thèm chơi với cậu nữa Nói rồi các bạn đều sang chuồng bồ câu xem Còn tí tồ vẫn ở lại Mắt nhâm nhâm nhìn vào chuồng khỉ Mấy chú khỉ con tưởng người đi đã hết Từ buồn trong chạy ra Leo lên cây chơi đánh đu Tí tồ ném luôn một viên đá cuội Trúng đít một con khỉ con Nó kêu toán lên Mẹ ơi, tí tồ ném đá vào đít con. Lũ khỉ con lại chạy trốn vào buồn trong. Khỉ mẹ đang bắt rận cho đứa con gái út Nghe thấy khỉ con kêu, vội chạy ra hỏi. Đâu, đâu, đứa nào là tí tồ? Tí tồ chưa kịp bỏ đi, đã bị khỉ mẹ tóm được dây lưng quần. Bắt cậu ăn hết quả ớt mà cậu vứt vào chuồng dọa khỉ con. Tí tồ sợ quá, khóc méo máu, van xin mãi và hứa từ sau xin chừa không chơi sống nữa. Khỉ mẹ mới tha không bắt ăn ớt. Về nhà tí tồ kể cho mẹ nghe. Mẹ bảo, từ nay con đừng nghịch ngợm thế con nhé. Phải bảo vệ những con chim, con thú và mọi thứ ở công viên để mọi người cùng xem chứ. Tí tồ bảo, vâng con nhớ rồi ạ. Ôi nước kem ngọt quá, hiền trang là cô bé lười ăn cơm nhưng lại rất thích ăn kem mỗi khi ăn kem bao giờ trang cũng đưa bố cắn trước một miếng rồi mới chịu ăn vì trang yêu bố lắm một buổi chiều đi làm về mẹ mua hai que kem to bự đưa cho trang trang nói với mẹ mẹ ơi bố chưa về hai mẹ con mình ăn một que còn một que phần bố nhé mẹ rất vui nói với trang thôi buổi trưa nắng, nóng mẹ đã ăn một que rồi. Bây giờ con cứ ăn đi, ăn cả hai que cũng được. Vì chưa biết lúc nào bố mới về. Trang ngoay ngoảy, ứ ừ, con không ăn cả đâu, phần bố cơ. Mẹ lại bảo, phần bố thì con phải để vào ca, đậy nắp lại cho sạch sẽ chứ. Mẹ đi làm ca đêm, Hiền Trang ngồi trên giường của bố đợi. Chỉ một lát cái ngủ kéo đến ngay. Trang ngủ quên trên giường bố. Bố về lay gọi. Hiền Trang, dậy đi con sang giường con ngủ đi. Nghe tiếng bố gọi, Trang dậy ngay. Tỉnh như sáo. Trang đến bàn lấy kem đưa cho bố. Mở nắp ca, Trang ngạc nhiên kêu lên. Ơ kìa, kem chảy thành nước mất rồi. Trang cảm thấy như mình có lỗi. Đưa ca nước kem cho bố. Bố nói ngay. Ôi, kem chảy thành nước mới ngon. Không tin con thử nếm xem. Trang ra vẻ nũng nịu. Ứ ừ, đây là kem con phần bố. Con ứ ăn. Bố kéo Trang lại gần. Vuốt vuốt mái tóc mềm mại mới chấm vai của cô bé và nói. Con gái bố ngoan quá. Kem phần bố. Bố ăn thử rồi. Con cũng nếm thử xem. Trang nhấp một hớp nước kem. Chép miệng treo lên ôi nước kem ngọt quá con cảm ơn bố nhiều mèo làm bác sĩ có một ông bác sĩ nuôi một chú mèo từ lúc còn bé tí teo chú mèo mỗi ngày một lớn và học được khá nhiều tên bệnh tên thuốc và nguyên nhân gây bệnh một hôm mèo nhảy vào bể nuôi cá bắt trộm cá vàng bị ông bác sĩ tóm được đánh què chân chú ta sợ quá trốn đi đến đầu phố gặp chim bói cá bói cá liền hỏi này chú mèo lang thang kia đi đâu vậy à tôi là bác sĩ vào phố khám bệnh cho dân không lấy tiền ấy mà mèo thản nhiên trả lời bói cá vội vàng gọi to alo bác sĩ mèo của thành phố đã đến rồi Ai khám bệnh thì đến xếp hàng mau. Alo, alo. Thỏ trắng vào khám trước hỏi. Thưa bác sĩ, tại sao mắt cháu vẫn đỏ ạ? À? à, mắt cháu bị đau vì cháu hay dùng tay dụi mắt đây. Thỏ cãi lại. Cháu mới đẻ ra mắt đã đỏ rồi cơ mà. Thế thì nhất định cháu dụi mắt từ khi nằm trong bụng mẹ rồi lạc đà vẫn chưa đi học bao giờ nhưng thấy mình có cái bướu cứ lù lù trên lưng nên cũng xin khám và chữa tại sao tôi có cái bướu trên lưng nó chẳng đẹp đẽ chút nào xin bác sĩ chữa dầm bác sĩ mèo phán ngay tại lúc nhỏ đi học cứ ngồi vẹo sườn đấy mà bây giờ lớn anh tật rồi chữa làm sao được một chú khỉ con đầu to tròn như quả dưa hấu chân tay khẳng khiêu vào khám hỏi thưa bác sĩ tại sao tôi không béo được ồ rất dễ hiểu tại lười ăn quá bữa nào mẹ cũng phải bón mấy tiếng đồng hồ mới hết vài thiệt cơm làm sao béo được voi con đủng đỉnh bước đến hỏi vậy tôi mắc bệnh gì ạ à? Bác sĩ mèo không chút do dự trả lời ngay. Mắc bệnh khổng lồ. Có tiếng nói nhau nhau. Mèo là bác sĩ giỏm rồi. Phải đưa mèo ba chân ra tòa trị tội. Đưa ra tòa trị tội. Chú mèo tập tỉnh chống gậy chuồn đi. Yển con lắm lem. Có một chú yển con rất thích chui vào các xó xỉnh, rồi nghịch ngợm, lăn lộn những nơi bùng vữa. Các bạn thú đều kêu lên, ôi cậu lắm lem quá, về tắm đi thôi. Nhưng ỉn con cứ tản lờ như không nghe thấy. Một hôm, ỉn con đến nhà thỏ trắng, rủ thỏ trắng đi chơi bập bên. Nhưng cô bé thỏ trắng vốn sạch sẽ thơm tho, vội xua tay. Eo ơi, Người cậu đầy đất, bẩn thế kia, chơi bập bên, bắn bùng đất sang váy của tớ thì sao? Cậu về tắm sạch sẽ, rồi tớ mới chơi với cậu. Gặp ngỗng trắng, yến con lại gạ chơi té nước. Ngỗng trắng ngoay ngoảy từ chối. Ồ không, cậu vừa lem luốc lại vừa hôi, tớ chẳng thích chơi với ai bẩn thế đâu. Yến con tức lắm, chạy vội về nhà soi gương, cậu thốt lên ừ đúng là mình trong lem lút quá thảo nào chẳng ai chịu chơi với mình. Ỉn con chạy ngay đến vòi nước tắm rửa kỳ cọ thật mạnh vừa tắm vừa hát là la la nghe rất vui tai tắm xong Ỉn con đã thành chú lợn con bảnh bao rồi bây giờ ai cũng thích chơi với Ỉn con. Ai là ông già râu đen? thằng Tèo sáng nay dậy muộn, không kịp ăn sáng đã phải cấp sách đến trường. Tan học về, nó nhìn thấy đĩa khoai lang nướng để trên bàn. Nó reo lên và xông ngay, vào lấy một củ ngay ngấu nghiến. Vừa lúc ấy, có tiếng các bạn gọi, Tèo ơi, xuống đây chơi mau. Tèo đặt vội củ khoai lang đang ăn dở, miệng vẫn nhai nhòm nhòm, định tót đi ngay mẹ giữ tay tèo lại bảo đợi mẹ lau mặt mũi cho đã nào nhưng mẹ vừa đi lấy khăn tèo đã chạy vù luôn ở sân khu tập thể các bạn đang nắm tay nhau chơi trò mèo đuổi chuột vui quá tèo xạ ngay vào nắm lấy tay bạn hoa bỗng hoa rụt tay lại kêu lên eo ôi ông già râu đen các bạn cũng rời tay nhau xúm lại nhìn tèo cô tèo ngơ ngác hỏi Ai là ông già râu đen cơ? Không bạn nào trả lời, cứ cười ồ lên. Bạn Hoa còn cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Tèo rất tức, rất giỏi. Ứ thèm chơi với các cậu nữa. Rồi bỏ chạy về nhà. Vừa thấy mẹ, Tèo đã hỏi ngay. Mẹ ơi, ai là ông già râu đen hả mẹ? Mẹ tủm tỉm cười, dắt Tèo đến trước gương soi. Tèo nhìn vào gương hiểu ra ngay. Tại mình ăn khoai nướng không chịu rửa miệng đây mà. Không chờ mẹ dục, cô Tèo lấy ngay xà bông thơm và khăn lau mặt rửa thật sạch sẽ, thơm tho. Bây giờ trong Tèo sạch láng, da dẻ hồng hào, xin ơi là xinh. Dưới sân, tiếng cười đùa ríu rít của các bạn như dục giả chào mời Tèo. Cô Tèo vội xin phép mẹ chạy xuống sân chơi đùa cùng các bạn cá chép con thắc mắc cá chép con muốn rủ cua đi chơi nhưng tìm mãi chẳng thấy cua đâu chép con liền đi hỏi ớt xanh ớt xanh bảo cua đi ẩn náo để lột xác rồi chép con nghĩ bụng quái lạ tại sao cua lại phải lột xác nhỉ chép con đi hỏi ốc vặn Ốc Vặn cũng chẳng biết gì hơn. Chép lại hỏi: "Ốc Vặn có phải lột xác không?" Ốc Vặn phi cười trả lời: "Không, vỏ của tôi lớn dần theo cơ thể nên tôi không cần phải lột xác đâu." Chép con liền đi hỏi trai con: "Cậu có biết vì sao cua phải lột xác không? Thế cậu có phải lột xác không?" Trai lắc đầu: "Vì sao cua phải lột xác thì tớ chịu, còn tớ" Vỏ của tớ tăng từng vòng theo cơ thể lớn phỏng lên, nên không phải lột xác. Về nhà chép con hỏi mẹ. Mẹ cũng không biết vì sao cua phải lột xác. Chép con lại thắc mắc. Thế họ nhà cá chép ta có phải lột xác không ạ? À? Cá chép mẹ nở nụ cười trên đôi môi đỏ tươi trả lời. Ôi con của mẹ thật ngốc nghếch Chúng ta có vậy, chứ đâu có may như cua mỗi năm vảy của chúng ta tăng thêm một hàng, cứ đếm số hàng vảy trên mình là biết tuổi của chúng ta con ạ. À. mấy hôm sau, chép con gặp cua liền hỏi, tại sao bạn phải lột xác vậy? cua trả lời rất tự nhiên, họ nhà cua chúng tôi phải lột mai thì mới lớn lên được. chép con ngắm nhìn cua một lát rồi reo lên, à đúng rồi, nhìn bạn lớn hơn mấy hôm trước rồi đấy chép con rất vui vì đã phát hiện thêm một điều mới lạ vuông và tròn ngày xưa dưới chân núi nọ có một ngôi nhà của hai ông bà già ông lão có khuôn mặt vuông chằng chặn như chiếc bánh chưng vuông ngày tết còn bà lão thì mặt lại tròn vành vạnh như vầng trăng đêm rằm Ông lão rất thích những đồ vật có hình vuông, thậm chí khi đi ông lão cũng bước theo hình đó. Còn bà lão thì chỉ mê những đồ vật hình tròn. Khi ngủ, bà lão cũng gối đầu trên chiếc gối tròn như quả bí ngô. Một hôm, hai ông bà cãi nhau và đòi chia đôi nhà cửa và đồ đạc. Ông lão tuyên bố: "Thứ gì vuông là của tôi." Bà lão cũng nói: thứ gì tròn đều thuộc về tôi ông nói cái nhà vuông của tôi bà nói cái cột tròn của tôi ông bảo bàn ghế vuông của tôi bà bảo chân bàn chân ghế tròn của tôi hai ông bà chia mãi không sao chia nổi bởi vì cái chăn hình vuông nhưng những bông hoa in trên vỏ chăn lại là hình tròn lưỡi dao hình vuông nhưng chui dao lại tròn chiếc áo hình vuông nhưng cổ áo lại hình tròn hai ông bà dằn co mãi hồi lâu cả hai đều cười và đồng thanh nói không chia được không chia được từ đó đến nay hai ông bà vẫn chung sống hòa thuận vui vẻ hạnh phúc trong ngôi nhà dưới chân núi món quà năm mới sắp sang năm mới rồi mèo mẹ tiếu tích chuẩn bị còn mèo con mi mi thì vui quá chạy nhảy tung tăng mèo mẹ nướng một con cá thơm ơi là thơm hai mẹ con vui vẻ bày bàn tiệc đúng lúc đó có bác đưa thư gõ cửa đưa tới một tấm thiếp chúc mừng năm mới rất đẹp mèo mẹ vội đọc cho mi mi nghe chúc mèo anh sang năm mới vui vẻ ngoan và đi học mẫu giáo thật đều nghe xong mimi òa khóc vì thấy trên tấm thiếp chẳng có tên mình rồi mimi bỏ chạy ra ngoài vườn cô cậu chọn một góc vườn vắng vẻ ngồi khóc tấm tức bỗng ông già năm mới xuất hiện ông mặc chiếc áo đỏ rất đẹp tay cầm một túi đồ chơi rất to ông hỏi mimi sao cháu không ở nhà đón giao thừa mà lại ngồi đây khóc Mimi vừa khóc vừa trả lời. Trên tấm thiếp chúc Tết không có tên cháu ông ạ, à. chỉ có mỗi tên anh cháu thôi. Ông già bật cười. "Ôi Mimi, vì cháu chưa đi học mẫu giáo mà, cô giáo làm sao biết được tên cháu mà ghi vào thiếp kia chứ?" Ông già năm mới tặng cho Mimi một máy điện thoại đồ chơi rất xinh. Mimi reo lên. "Cảm ơn ông nhiều." cháu sẽ gọi điện cho các cô giáo ở trường mẫu giáo, báo là sang năm cháu sẽ đi học. Mimi cầm món quà năm mới, tung tăng chạy về nhà, nói với mẹ. Mẹ ơi, nhất định trong thiếp chúc Tết sang năm sẽ có tên con mẹ nhỉ? Mèo mẹ xoa đầu Mimi và bảo, nhất định rồi. Con cứ đi học thật chăm chỉ, ngoan ngoãn như mèo anh là nhất định còn có tên trong tấm thiếp chúc tết sang năm